Tai nghe hai bờ kéo hai, giá hai củ khoai, được anh bộ bim, anh Tolisama, anh Takaret sử dụng sẽ như thế nào anh em nhớ? Được cắm qua sau cạc, nên âm thanh rất là chuẩn nha. Tai nghe này nó sẽ có hai kiểu cắm nhé. Một là anh em sử dụng cái lỗ 3.5 nha, anh em cắm vào bất cứ cái thiết bị nào có cái lỗ 3.5 như này được nhé. Hai là anh em sử dụng cái sao cạc nha, thì anh em sẽ cắm cái tai nghe 3.5 vào cái sao cạc của cái con tai nghe này, và anh em cắm vào cái lỗ USB nha. Đó anh em thấy không? Xoáng sẽ cắm vào lỗ USB này và cắm tiếp cho em vào cái sản phẩm anh em đang chơi nhé. Ở đây của em là iPad M1 nha. Đó thì cắm vào này, đèn cái sao cạc nó sẽ sáng này. Đó anh em thấy không? Vuốt xuống này. Đó nó sẽ nhận là hai per anh em nhé. Và anh em có thể bật 7.1 này hoặc tắt đi nha, cái tùy nhé. Ở đây hoặc tắt đi nha, tiết âm thanh nha. Đó. Ok, rất là ngon nha. Nhận đầy đủ cả mic luôn nhá. Em Hoàng đã test rồi nha. Rất là ok anh em nhá. Đây trên đầu lùi lùi anh ta. Watch out. Tôi gạt được nó ông ơi. Trên này này, ngay chỗ mỏm này này. Bảo trọng nha. Hay không ơi? Ok, hay quá. Đi. Chưa thấy phốt gì. Về trước mặt nằm á. Sau cây hoặc là luôn. Chuẩn luôn đi. Không gốc cây này, gốc cây kia thôi. Đẩy này. Thank you. Nóc này. Ok, thử nghe không ơi. Thank you. Clear rồi. Chết hết bò. Tôi một anh em mình easy ấy nhỉ. Bắn quá đẳng cấp anh em ạ. Con tai nghe Hyper Cloud 2 này, nghe tiếng âm rất là tốt nha, tiếng chân, tiếng súng các thứ rất là tốt, nó rõ ràng rành mạch nhá, cái này chụp tai em nha. Nhưng mà anh em nhớ phải ngồi phòng điều hòa nhá, ngồi không có phòng điều hòa thì nó sẽ hơi bị nóng và rất là bí nhá. Anh em có thể sử dụng cái con tai nghe Hyper Cloud AirPods này thì nghe ở ngoài nó sẽ ok hơn anh em nhé, nhưng mà con này nghe tiếng chân nó sẽ không tốt là con này đâu. Đó, nhưng mà con này là dạng đút tai nha, nên là anh em mà không có phòng điều hòa thì có thể mua con này cũng được nhá, giá cũng khá là hời nha. Đó, con này nó xử lý âm thanh qua sau cạc này là do giá chất lượng rất là tuyệt vời, và tiếng mic nó sẽ rất là ẩm anh em nhé, được xử lý cả mic cả âm thanh qua sau cạc anh em nhá.